con cứ đứng yên nha, các con cứ đứng yên. Dạ vâng, à, được không ạ? Các em gửi đến cho chúng ta một cái thông điệp là tình hiệp nhất. Bây giờ nè, nãy giờ là thầy nghe nha, thầy nghe các con. Không biết là các con có biết là hôm nay các con làm như thế này là các con làm cái gì các con? Lắng nghe lời Chúa. Điều đó chứng tỏ là mọi người chúng ta biết là các em ở bên Mỹ nhưng mà các em rất là giỏi tiếng Việt. Điều này muốn gửi đến cho các em là chúng ta cố gắng truyền đạt tiếng Việt cho các em. Bây giờ như vậy nè, thầy muốn các con nè, ngay trong buổi ngày hôm nay rất là vui nhá. Thầy muốn các con hát bài tiếng Việt cho Đức Cha của mọi người được nghe không? Bây giờ nhá, các con hát bài Ba Thương Con. Các con biết không ạ? Đúng rồi, xin mời chào tay dành cho các em, chúng ta sẽ hát, nghe các em hát bài tiếng Việt nào. Trình diễn một tiết mục như vậy không đâu, mà quý cha và quý cộng đồng có để ý không? Các em đang đội trên đầu cái gì không ạ? Dạ vâng, những thiên thần, những cánh thiên thần đang tỏa xuống vào ngày hôm nay muốn truyền đạo thông tin này đến cho thầy Hiếu của chúng ta. Bây giờ như vậy, trước khi các con đi xuống á, thầy muốn các con như thế này nhá. Các con làm lại cho thầy cái động tác cuối cùng đi. Các con làm như thế nào nhỉ? Tình hiệp nhân. Tình hiệp nhân, đúng không? Ba lần nữa. Các con bỏ cái đồ lại cho thầy nghe. Mọi người chúng ta cho một chào tay nữa để cho các em thể hiện lại cái câu cuối cùng nha. 1 Con làm mạnh lên nha. 2 1 Tình hiệp nhân. Tình hiệp nhân. Chứng tỏ các em nghe tiếng Việt rất là tốt. Rồi, cảm ơn các con.